chào mọi người, vào thời điểm diễn biến dịch đang phức tạp, mọi người dân nên hạn chế ra ngoài. Nếu như bạn có việc cần ra ngoài, hãy nhớ thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế để giữ an toàn cho chính bạn và cho chúng ta. Bên cạnh đó, bạn nên quan tâm đến khả năng phòng vệ của cơ thể trước sự xâm nhập của các tác nhân gây hại, ví dụ như là vi khuẩn, sinh trùng, virus, và đó được gọi là sức đề kháng. Khi sức đề kháng bị suy yếu thì hệ miễn dịch cũng bị suy giảm. Để tăng cường hệ miễn dịch chính là tăng cường sức đề kháng. Taxi có dòng sản phẩm để tăng cường sức đề kháng, đó chính là đề kháng Taxi. Dòng sản phẩm này là sự kết hợp giữa chiết xuất của đông trùng hạ thảo cùng với lại tỏi, dùng rượu làm chất dẫn. Những đối tượng nên sử dụng đó chính là những người bị cảm do thay đổi thời tiết, người bị cảm lạnh với biểu hiện như là nhức đầu, ngạt mũi, hoặc là người có sức đề kháng kém, người cần tăng cường sức khỏe. Cách dùng thì rất là đơn giản. Đối với người lớn thì uống 10 giọt một lần, chúng ta pha vào với lại 100ml nước. Lưu ý là không được uống trực tiếp, và thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho phụ nữ mang thai, trẻ dưới 18 tuổi, người cao huyết áp, người chuẩn bị phẫu thuật, những người xuất huyết đường tiêu hóa, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tôi có thể dùng trực tiếp cho mọi người xem. Cách dùng rất là đơn giản. Chúng ta rót đến một cốc nước. Sau đó nhỏ 10 giọt. Như vậy là ta có thể sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, đó là mỗi ngày uống một lần. Và khi bạn có các triệu chứng của cảm cúm thì chúng ta nên sử dụng tăng cường, nên đó là ngày sử dụng đến 3 lần. Chúc mọi người có một sức đề kháng thật tốt.